Hello mọi người, lại là tôi nè. Hôm nay tôi ăn bắp sticker ấy. Tôi mới tìm được cái shop này bán sticker siêu đẹp, siêu rẻ luôn á. Tôi mua 20 tấm này có 12 cái à. Còn được tặng thêm một cây nhíp lắc sticker nữa. Lúc trước tôi mua 25 tấm có 20 cái, 19 cái là tôi tưởng đâu là rẻ lắm rồi ấy. Trời ơi, dèo quá, shop bà này bán ghẹ quá trời luôn. Shop của bạn này còn có bán thêm nhiều phụ kiện để gói hàng nữa, vừa xinh vừa rẻ. Shop tôi để trong link bio nha, mấy bà vô coi thử nhé. Anh nhau sao chào mọi người, là tôi nè. Là tôi bắt mô hình mini của một dragon gói. Thật ra là tôi thích màu xanh lâu cơ, nhưng mà tôi không thấy cái mô hình quá ấm hình. Nên là thấy mô hình xe ô cũng như là cái mưa người tìm hiểm cũng một trai nữa mà cũng ra được cái mười mấy ngay nhà cũng đi vô như vậy. Tiếp tục giờ phải dài thế cơ mà. Ủa hình như ra không có mấy giày đầu mấy giày nhà là hẻo luôn, ngoài đó là đi luôn. Thôi có gặp ra cái hộp để gặp Lomo, gặp Lomo một cái mua. Mục chung như là các hợp nghiệp trước Lomo một chút cái gì ạ? Không biết, hai đồng Lomo có nhiều chứ có hợp nghiệp nhỏ của nó mùa vừa. Ôi ô, hồi trước là tặng đứa từ chính là Lomo chứ chạy. Và thì ơ với lại tăng tích á, mình có phần nghiệp sống luôn á. Con đợi tôi cũng muốn một người vợ lâm vô được hết chợ luôn, còn bao gáp thì nè, rồi hình nó chèn thì vui, ông tập viện trắng, có gì đó mà tiếng rồi, cần phải thẳng thêm sticker mà anh hay mặt. Quen nhau bao nhiêu lâu, em có thấy anh giận đâu, bên nhau khó lắm người ơi, xin đừng để em chơi vơi, đôi ba lời hát em muốn gửi gắm chỉ có nắng và trời xanh, đêm khuya bên